Quang Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Nào, bây giờ các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi video với cô nhé. Bờ, bờ, cờ, cờ, giờ, giờ, đờ, đờ, g, g, h, h, i, i, k, k, l, l, m, m, n, n, o, 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 o. Ơ, tờ, tờ, rờ, rờ, sờ, sờ, tờ, tờ, u, u, ư, ư, và, và, xa, xa, y, y. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Nấm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!